Yo, xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Vũ Lít và chào mừng các bạn đã đến với phần tiếp theo của Roblox. Và nếu các bạn cảm thấy thích cái series này thì các bạn đừng quên bỏ lại một like và đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình nha. Đó chính là cái động lực rất là lớn giúp mình làm thêm những cái video tiếp theo hay hơn. Và có một số cái điều mình muốn thông báo thế này. Nếu như các bạn nào ấy mà cảm thấy mình chơi dở đấy thì các bạn có thể qua kênh khác và xem. Và nếu các bạn cảm thấy mình chơi không được hay ấy thì các bạn cũng đừng có kêu mình qua xem của người này người kia. Cái đấy là một cái vấn đề mình cực kỳ ghét luôn. Đấy, vì thế mà những bạn nào ấy mà nói mình xem của người này người kia đi thì mình xin phép là mình block nha. Bởi vì mình không thích, mình không có thời gian. Mình còn phải có thời gian để làm những việc khác chứ mình có thời gian qua xem những game mình khác chơi. Các bạn kêu mình chơi thì mình chơi thôi. Còn nếu các bạn không thích mình chơi ấy, các bạn kêu mình xem người khác thì các bạn qua xem người đó luôn cho nó tiện. Đó, thế cho nó nhanh nha. Thì tập trước có bạn tên là Thỏ Con Cute Channel đã kêu mình chơi một cái mini game của Roblox, đó chính là anh chơi Epic mini game đi. Đó, thì nếu như tập này bạn nào mà đưa ra được cái comment là được nhiều like nữa thì mình sẽ lại chơi theo ý kiến của bạn nha. Tập trước mình úp thế nào ấy mà nó ra có 360 à. Tập này mình sẽ úp HD cho các bạn xem. Còn bây giờ thì không chần chừ nữa, chúng ta cùng vào game nào. Let's go. Ok, xin chào mừng các bạn. Đây là nhân vật của mình. Mình vừa mới tạo nhân vật xong và mình không biết cách để thay đổi những cái trang phục hay là cái linh tinh của nhân vật như thế nào. Thì nếu bạn nào biết thì hãy chỉ mình với nha. Mình cùi mấy cái này lắm. Thì mình đang ở trong Epic mini game, hình như là còn 72 giây nữa thì nó sẽ bắt đầu một cái game mới hay sao ấy. Hiện tại là mình đang đi vòng vòng để xem. Đây là một cái server của ai đó mình không biết nữa. Cái nhân vật của mình khá là khắm lọ. Để cho các bạn xem tận mắt này đó. Cái này có thể kéo xa và gần. Thì tập trước có một số bạn chỉ mình cách là để kéo gần với kéo xa cái này ra. Thì lăn chuột để kéo gần kéo xa nha các bạn. Mình vẫn chưa biết cách để quay cái này lắm. Một số cách điều chỉnh ở trong Roblox thì mình chưa biết lắm. Tuy nhiên là mình sẽ cố gắng học hỏi nha. Các bạn đừng có kêu mình qua xem của người này người kia đó. Mình nói thật luôn, mình không có thời gian đâu. Mình xin các bạn luôn đó. Còn nếu các bạn mà cảm thấy là xem được mấy người kia thì các bạn có thể qua xem, đỡ phải xem mình mất thời gian. Mình chỉ là người chơi để mang lại tiếng cười chứ mình không cố gắng chơi để cho nó giỏi đâu. Mình không phải là một người chơi giỏi, mình chỉ là một người chơi buồn cười thôi. Và nếu các bạn cảm thấy người khác chơi buồn cười hơn mình thì các bạn có thể xem của những người khác ha. Bởi vì mình chơi không hề buồn cười một tí nào hết. Thế mới khổ. Cái này không có mở inventory à? Có chữ Y à? Y là zoom lại gần. Wow. Vậy đây có The Red Team Win gì kìa. Mình không rõ lắm. Tuy nhiên là vừa có một team win các bạn ơi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đến với một cái game mới. 3 giây nữa, 1 giây nữa sẽ bắt đầu chọn game. Game này gì đây? Avalanche. Đây là first team win của thằng này. Ghê vậy. Làm thế nào có cánh nhỉ? Tập trước là nhiều bạn chỉ mình lắm mà mình cũng không biết. Nhiều bạn nói là phải đi event cơ. Mà event gì các bạn ạ? Ủa, cái này cái này nguy hiểm đó nha. Tập trước nhiều bạn nói là anh cứ để chúng nó chạy trước đi, anh chạy sau thôi. Ok, mình sẽ đi. Ui, trượt kìa, trơn kìa. Ủa đấy. Ôi, rồi sắp mặt lờ luôn, mình không hiểu tại sao toàn bị sấp mà là từ trận đầu ấy, mấy trận đầu mình chết một cách nhanh chóng. Khổ ghê. Hình như là còn mười mấy giây thôi là xong rồi. Mình vẫn chưa biết cách để đi sang trái sang phải của game này như nào. Đi sang trái sang phải game này hơi bị khó. Hay là phải dùng cái nút gì ta? Để mình xem nào. Có một số nút ở đây nè. Mình có thể điều khiển một số nút đây. Ví dụ như kiểu là mình không biết nữa. Đây, setting đây. Mấy cái linh tinh nha. Hiện tại mình chưa biết, nhiều bạn kêu mình tắt nhạc đi vì sợ bản quyền. Tuy nhiên mình chả sợ gì hết đấy, cho nên cứ để nhạc đi, quẩy lên. Sợ cái quái gì. Ô, vậy là cái mini game kia kết thúc cũng nhanh đấy các bạn ạ. Đờ bẻ gãy. Màn sau chúng ta sẽ chơi bẻ gãy các bạn ơi. Ô, đây là người bạn này, thân thiện chưa. Có rất là nhiều người có những cái skin đẹp, tuy nhiên là đây là mình và mình thấy mình chả có tí skin nào đẹp hết. Nhìn mình như kiểu là có tiếng gà sinh tồn kìa. Thầy đi như nào ta? Mình nghĩ là mình nên bua đám đông. What? Đang ở đâu này? Đi đâu các cậu ơi? Bây giờ phải làm gì nhỉ? Ôi! What? Chết hết luôn. Kết thúc kìa. Wow. Mình không hiểu lắm, đi là một phát là chết hết luôn, chả hiểu. Tại sao nhỉ? Tại sao nó đẩy một phát chết hết luôn. Khổ quá, mình vẫn đứng bét bảng các bạn ơi. Không biết là còn ai trong đấy không. Đấy, toàn cái mini game khó thôi. Chẳng qua là mình là mới chơi thôi. Từ từ mình biết chơi cái là tự nhiên nó khác à.
Tuy nhiên đẳng cấp nó cao hơn liền à. Rồi 7 giây nữa. Một tập mình sẽ chơi 5 mini game nhá, để xem là nó như thế nào. Nãy giờ mình chơi cái thứ hai rồi, bây giờ là cái thứ ba. Sao cái trò này chơi dễ chết đấy nhỉ? Mấy cái kia các bạn kêu là chơi có mấy cái là chơi được hồi sinh cơ, nhưng mà sao chả thấy ai hướng dẫn mình một cái có hồi sinh ra, mà toàn hướng dẫn mình mấy cái khó thôi. Cái này mini game này khó quá. Không không, mình tin chắc là không phải dành cho người mới chơi. Mình là người mới chơi mà. Ui cái gì này. Wow. Cái mini game này nhìn ghê quá. Tối quá à. Sợ ma quá à. Thế cái này là một người là người ngoài hành tinh à. Ui cái gì đây. Hình như mình phải chui xuống mấy cái này hay sao á. Ok mình sẽ. Đó. Ôi. Sấp mặt lờ, what the fuck. Mình không hiểu lắm nhưng mà tại sao mình chưa gì mình đã sấp mặt lờ rồi. Cái mini game ấy chơi như nào các bạn ơi. Mình không hiểu lắm. Vừa vào nhảy cái chết luôn. Khổ ghê. Tại sao nhiều bạn thích chơi Roblox quá nhỉ? Hay là tại các bạn đã chơi Pro? Hay là tại mình thấy mình gà quá, mình tự thấy mình gà luôn ấy. À, hình như đây là người làm ra cái mini game này hay sao ấy. Trời ơi các ông ơi, sao các ông làm ra cái game này mà các ông đéo đó toàn hại Vũ Lít thế. Thực sự là mình không biết chơi. Ô thằng này có skin con chó ngáo này. Trời con chó cu teo ấy. Cả cái tay nó cũng là con chó kìa. Wow, cá mập với chó. Tuyệt vời. Yes. Mình sẽ cố gắng kiếm một cái skin giống Sanji. Mà bạn nào biết cách để thay skin thì hãy chỉ mình với nha. Hình như chúng nó vẫn còn đang trong mini game hay sao đấy. Ồ, 10 giây đã hết rồi. Hay quá. Sao tại sao mà người ta lại có thể gọi là sống sót ở lâu ở trong mini game vậy nhỉ? Mình đang ở đâu này mình cũng không biết nữa. Tuy nhiên mình đang đi khám phá một cái hầm mộ gì đó ở trong đây. Lần đầu tiên mình thấy mấy chỗ như này luôn đấy. Ok, đã có người thắng rồi. Mình không hiểu cái mini game vừa nãy chơi như nào luôn. Nhạc gì á? What the hell? Tiên mở mấy cái bài nhạc gì à? Mình không có thích đâu nha. Cẩn thận dính nhập bản quyền đấy nha. Ok. Khu này là khu chứa tiền tiêu. Oh, màn sau là màn Detroit. Phá hủy á. Tại sao mình có thể chết nhanh như vậy được nhỉ? Do mình chưa biết cách để chơi ấy. Từ từ mình biết cách để chơi mình sẽ gọi là sẽ cho các bạn thấy được cái khả năng. Ui cái gì đây. Vừa vào đã vào trong hòn đảo rồi. Hello. Hình như là hai hòn đảo sẽ đi choi nhau hay sao. Mình màu tím bên kia màu xanh. Giống Liên Minh Huyền Thoại đấy. Mà tấn công lúc nào ta. Mình không biết tấn công như nào hết đấy. Có kiếm kìa. Sao mình không có kiếm. Sao để có kiếm bạn ơi. Cầm kiếm như nào ta. Mình không biết rút kiếm như nào. Hai team đang phá hủy à. Tuy nhiên là trận này mình sẽ sống lâu thôi. Bởi vì mặc dù mình không có kiếm ấy. Tuy nhiên là mình làm nào phá ta. Ấn nút gì để đánh ấy nhỉ. Để mình xem nào. Có điều khiển nuốt không. Trời ơi. Đúng là dân không biết chơi có khác. What. The green team win. Vậy là team bên kia win à. Team mình có mấy người không biết đánh. Mình với con nhỏ kia không biết đánh như nào thế là thua. Khổ ghê. Phải làm thế nào để rút kiếm mà ta. Ok, Butter Bow. Mini game thứ tư, Butter Bow. Sao cái này là tổng hợp quá nhiều mini game luôn đấy. Và mình không biết cách để gọi là rút kiếm mà như nào. Bạn nào biết cách để rút kiếm giống cái thằng vừa nãy thì chỉ mình với nha. Bởi vì vừa chúng nó biết rút cách. Ôi, lại là cái này rồi. Cái này dễ thua lắm. Ê, có con chó Mountain Dew kìa. Hello, mình sẽ theo dõi con chó Mountain Dew này. Nhìn nó thật tuyệt vời. Yes. Yes. Nhảy làm gì á. Ui. Chạy. Tránh. Ôi mình phải tránh mấy cái này. Mình phải tránh hay mình nhảy lên ta. Mình cần nhảy lên đúng không. Hay mình tránh mấy cái này ra ta. Hình như mình phải nhảy lên mấy cái này hay sao á. Mình thấy chúng là nhảy lên kìa. Bị bắn nó có sao không ta. Hình như bị bắn nó cũng chả sao đâu. Dạ. Nhảy lên là có cậu. Nhảy cái này lên làm gì. Nhảy lên cái này làm gì ta. Ôi. Mình không biết lắm. Tuy nhiên là mình đang phải nhảy lên mấy cái này. Chắc là nhảy lên đỉnh trước ấy. Đưa nhảy lên đỉnh trước là đưa win hay sao ấy. Mình không rõ lắm. Tuy nhiên là cái này không thể chết được. Cho nên mình cứ tự nhiên mà chơi thôi. Ây. Khó quá. Cái này bách ua phải hay cơ. Đúng là cái game này dành cho những người bách ua hay. Và trong đây chả có ai bách ua hay hết. Yeah. Bách ua. Vậy đã có người win rồi. Vẫn có đứa nhảy lên được ạ. Ghê vãi. Và đây là mini game cuối cùng của mình. Đây là mini game cuối cùng của mình nha. Mình không bách ua lên được khổ ghê. Lần sau mình sẽ cố gắng tập luyện cho nó pro hơn tí.
Wow, thợ sửa ống nước. Prepare work. Màn cuối cùng mình chơi sẽ là thợ sửa ống nước. Đùa quá, thôi chết. Mình sẽ phải đi trung tiên một người à? Và người ta sẽ chửi mình sắp mặt lờ bởi vì mình không biết chơi. Ơ, mình chung với chó này. Chung với Mountain Dew nè. Yes. Ơ, sao rút búa rồi vậy anh? Anh sợ sống nước. Sửa đi, sửa đi. Sửa đi mày ơi. Làm nào sửa ta? Ơ, mình không biết cách để sửa. Enter chăng? Cách, không phải. Lúc nào để sửa ống nước ta? Trời, nó nhìn mình và nó cảm thấy bất lực lắm ấy. Anh ơi em không biết sửa. Anh ơi em không biết sửa. Anh ơi em không biết sửa. Làm nào để rút cái búa ra vậy trời? Các bạn ơi, bạn nào biết cách để rút cái búa là chỉ mình với nha. Mình không có xem ai đâu, mình chỉ nghe lời comment của các bạn thôi đấy. Mình tin tưởng các bạn nhất luôn đấy. Anh ơi rút cái búa ra như nào? Ôi xong chìm luôn. Mình hại team mình rồi. Khổ ghê. Ok, và mình sẽ dừng tập này đây nha. Và nếu các bạn cảm thấy thích cái series này thì các bạn đừng quên bỏ lại một like và đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình. Đó chia ra động lực rất là lớn cho mình làm thêm những cái video tiếp theo hay hơn. Còn bây giờ thì goodbye. Các bạn nào biết cách để rút cái búa, rút cái kiếm như thế nào nhá, chỉ với nhà bởi vì mình không biết. Nãy giờ mình hại team mấy lần rồi. Bây giờ thì bye bye nha. Bye bye anh em.